Xin chào tất cả các em, xin mời các em tiếp tục đến với phần 3 Reading, kỹ năng đọc. Ở đây chúng ta sẽ đến với phần vô cùng hay, đó là phần liên quan đến các thế hệ khác nhau, Different Generations. Ở đây chúng ta sẽ có Generation X, Generation Y and Generation Z. Bài 1, hãy làm việc theo cặp, nhìn vào những bức ảnh, thảo luận xem em biết gì về những thế hệ này trong một bức tranh, về tuổi tác, H về đặc điểm characteristics, về mối quan tâm sở thích interests và những kinh nghiệm sống life experiences. Ở đây chúng ta thấy là những thế hệ này có thế hệ rất là gần gũi với chúng ta đúng không nào? Còn thế hệ có xa hơn, ví dụ như thế hệ ông bà bố mẹ. Bây giờ xin mời các em đến với phần gợi ý. Generation X includes those born between 1965 and 1981. During the reconstruction of Europe after the war, they are less dependent on smartphones than the next generations. Generation Y is those born between 1982 and 1994, and technology is part of their everyday lives. All their activities are mediated by screen. However, millennial generations are labeled as being lazy, narcissistic, and spoiled. Và cuối cùng là thế hệ Z, thế Gen Z ạ. Generation Z was born between 1995 and 2010. They arrived with a tablet and a smartphone under their arms. It's a group of people that seem marked by the internet. Their mastery of technologies may make them neglect their interpersonal relationships to a greater extent, but they are the ones who give more voice to social causes on the internet. Number two, read the articles, mark the highlighted words with their meanings. Đọc bài đọc và nối những cái từ mà được in bôi màu vàng với nghĩa của chúng. Bây giờ xin mời các em cùng đọc nhé. Over the past two centuries, different generations were born and given different names. Each generation comes with its characteristic, which are largely influenced by the historical, economic, and social condition of the country they live in. However, in many countries of the following three generations have common characteristics. Trong vòng hai thế kỷ qua, những thế hệ khác nhau đã được sinh ra và được đặt những cái tên khác nhau. Mỗi thế hệ thì có những cái đặc điểm riêng mà phần lớn bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội của đất nước họ sống. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia thì ba thế hệ sau có rất nhiều những cái đặc tính chung. Generation X refers to the generation born between 1965 and 1980. When Gen Xers grew up, they experienced many social changes and developments in history. As a result, they are always ready for changes and prepared to work through changes. Gen Xers are also known as critical thinkers because they achieved higher levels of education than previous generations. Thế X thì đề cập đến thế hệ sinh từ năm 1965 đến năm 1980. Khi mà những người thuộc thế hệ X lớn lên, trưởng thành thì họ trải qua rất nhiều sự thay đổi xã hội và phát triển ở trong lịch sử. Kết quả là họ luôn luôn sẵn sàng cho những thay đổi và sẵn sàng làm việc thông qua những thay đổi. Những người thuộc thế hệ Gen X cũng được biết như là những người suy nghĩ có tư duy phản biện, bởi vì họ đã đạt được những cái mức trình độ giáo dục cao hơn những thế hệ trước. Generation Y, also known as millennials, refers to those born between the early 1980s and late 1990s. They are curious and ready to accept changes. If there is a faster, better way of doing something, millennials want to try it out. They also value teamwork. When working in a team, millennials become
welcome different points of view and ideas from others. Thế hệ Y được biết là gọi là cái tên như thế này, đề cập đến những người sinh giữa năm 1980 và cuối năm 1990. Họ là những người rất là tò mò và sẵn sàng chấp nhận thách thức và những cái sự thay đổi. Nếu mà có cách nào đó nhanh hơn, tốt hơn để làm gì đó thì họ luôn có thử sức. Họ cũng rất đánh giá việc làm việc nhóm. Khi làm việc trong một nhóm thì những người này luôn chào đón những cái quan điểm khác nhau và các cái ý tưởng từ người khác. Generation Z includes people born between the late 1990s and early 2010s, a time of great technological developments and changes. That's why genders, also called digital natives, they grew up online and never knew the world before digital and social media. They're very creative and able to experiment with platforms to suit their needs. Many genders are also interested in starting their own businesses and companies. They saw so many people lose their jobs, so they think it's safer to be our boss than relying on someone else to hire you. Gen Z thì bao gồm những người sinh ở cuối năm 1990 và đầu những năm 2010, một khoảng thời gian của những sự phát triển và thay đổi về công nghệ. Đó là lý sao tại sao những người thuộc Gen Z cũng được gọi là Digital Natives, những người rất là sành về công nghệ. Họ trưởng thành online và không bao giờ biết rằng thế giới trước khi có kỹ thuật số và mạng xã hội thì như thế nào. Họ rất là sáng tạo và có thể trải nghiệm với những cái nền tảng để phù hợp nhu cầu của mình. Nhiều Gen Z cũng rất thích bắt đầu sự nghiệp và công ty riêng. Họ nhìn thấy rằng rất nhiều người mất việc, do vậy họ nghĩ là an toàn hơn nếu mà họ tự làm chủ của mình hơn là phụ thuộc vào ai đó thuê mình. Soon a new generation, labeled Gen Alpha, will be on the screen. Let's wait and see if we will notice the generation gap. Sớm thôi sẽ có một thế hệ mới gọi là thế hệ Alpha sẽ xuất hiện. Hãy đợi và xem là chúng ta sẽ nhìn nhận cái khoảng cách thế hệ xảy với sự khoảng cách thế hệ khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đối các từ nhé. Chúng ta có các từ sau ạ. Experienced, đây là tính từ và cũng là động từ thì quá khứ. Đây chúng ta là động từ thì nó là be, went through, trải qua. Curious ở đây là rất là tò mò đúng không ạ? Curious, tò mò, tinh quái. Vậy chúng ta sẽ nói là wanting to know about something, luôn luôn muốn biết về cái gì đó. Number 3, digital natives, những người rất là, ở đây chúng ta có nghĩa là những người mà sinh ra trong thời đại công nghệ đấy. Chúng ta sẽ chọn E, people born in the era of technology, experiment, trải nghiệm. A, to try or test new ideas or methods, thử sức những cái thử những cái ý tưởng và cái phương pháp mới. Hire là thuê, là to employ là thuê ạ. Bây giờ xin mời các em đến với phần 3. Hãy đọc bài ở trên một lần nữa và chọn cái nhan đề đúng. Vậy đây chúng ta thấy cái nhan đề của bài này là nói đặc tính của các cái thế hệ khác nhau. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu C em nhé. Chúng ta sẽ chọn câu C. Characteristics of different generations. Number 4, hãy đọc lại và tích vào những đặc tính của mỗi thế hệ theo bài. Vậy chúng ta hãy cùng đọc kỹ và gạch chân các keyword, sau đó dòng lên bài để xem tương ứng với thế hệ nào. Ở đây chúng ta có đáp án sau ạ. They enjoy working in a team with others. Ở đây keyword là working in a team, đó là generation Y. Number 2, they can use app and digital devices in creative ways. Họ có thể sử dụng những cái ứng dụng đúng không? Và những cái thiết bị công nghệ số ở theo cách rất sáng tạo là Gen Z. Number 3, critical thinking is one of their common characteristics. Tư duy phản biện là một trong số những đặc tính rất là phổ biến của họ, Gen X. Number 4, most of them plan to have their own businesses. Đều có muốn sự nghiệp riêng, đó là Gen Z.
Number five, they are known for their curiosity. Họ được biết về những cái sự tò mò của họ, đó là gen Gen Y. Number five, working group discuss the following questions. Làm việc theo nhóm, thảo luận câu hỏi sau. Do you agree with the description of each generation? Bạn có đồng ý với cái mô tả của mỗi thế hệ không? Thì đây các em sẽ làm việc trong nhóm, tìm hiểu các thông tin và theo em là em có đồng ý không để em đưa vào. Ví dụ em có thể là đồng ý hoặc là không đồng ý. Bởi vì những người thuộc thế hệ, rất là nhiều người thuộc thế hệ Gen Z, họ lại có những đặc tính của các cái Gen X hay là Gen Y chẳng hạn. Thì chúng ta hãy đưa ra cái quan điểm của mình nhé. It's true. The description of each generation are accurate. It is described in a specific way and has compelling evidence. The characteristics of each generation are clearly described based on the development of the social sciences. Có chứ, mỗi mô tả về thế hệ thì đều chính xác. Mỗi cái đặc điểm được mô tả theo cách rất là cụ thể và có bằng chứng thuyết phục. Đặc điểm của mỗi thế hệ thì được mô tả rất là rõ ràng dựa trên sự phát triển của khoa học xã hội. Và hôm nay reading của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.